Vâng, Tiến Hiệt chào bác nhá. Chào mừng các bác đã quay trở lại kênh nhá. Tiếp tục về chương trình video trong buổi tối nay lên nhanh nhá. Một số sản phẩm bên em hàng vừa về xong nhá. Đấy, hàng rất là hit hot này, một số đồ kim khí, rồi là dây điện này, cưa cành kéo các kiểu luôn nhá. Các bác xem video đừng quên ủng hộ em xin nút like cũng như là nút đăng ký kênh. Đón xem sản phẩm rồi video mới nhất nha các bác nhá. Một số lưu ý nho nhỏ là các bác mua hàng thì đã nhắn tin đặt hàng thì không gọi điện, và các bác đã gọi điện đặt hàng thì không nhắn tin, tránh tình trạng lên trùng đơn nhé. Đấy, lên trùng đơn. Và một cái lưu ý thứ hai là các bác nên xem kỹ hàng trước khi đặt. Đấy, tránh tình trạng bom hàng. Đó, em cũng nói thẳng thế luôn cho nó các bác dễ hiểu luôn các bác nhá. Đấy không à. Rất là nhiều bác đến nơi lại bảo là hàng nó không đúng nọ kia giờ. Hàng em quay trên video nào thì em gửi cho bác đúng như thế. Nhận hàng các bác kiểm tra hàng, thanh toán. Đó. Rất là rõ ràng. Đấy nên là các bác rất là cân nhắc rất kỹ trước khi mua hàng các bác nhá. Tránh tình trạng là hàng đi hàng về là mất công, rồi là đã nhắn tin đặt hàng thì không gọi điện, và đã gọi điện đặt hàng thì không nhắn tin các nhá. Các bác lưu ý là hóa đơn nhà em trên 200k thì các bác sẽ được miễn phí ship, ngoài ra thì giao hàng toàn quốc luôn, nhận hàng thanh toán các bác nhá. Đó, sản phẩm đầu tiên thì ở đây em còn hai cái bộ led pháo hoa, em lên thanh lý nốt cho bác luôn nhá. Đấy, thanh lý nốt cho bác luôn. Dòng này thì nó vẫn hoạt động ngon lành. Đấy, chỉ có cái là đợt này thì nó Tết nhất nó xong rồi thì nó còn sót kho hai bộ, thì em cũng lên thanh lý nốt cho bác luôn nhá. Hai bộ này là vẫn hoạt động ngon lành luôn. Đây, dòng led pháo hoa thì nói chung là rất là nhiều bác biết cái dòng led pháo hoa này rồi. Đấy thì về các bác kết nối đấu nối vào thì nó sẽ tỏa ra nhè. Đấy thì nói chung là con này thì chơi quanh năm các ạ. Không phải ngày Tết đâu mà các bác chơi, các bác trang trí nhà cửa các thứ rồi. Hàng là đầy đủ phụ kiện, remote gì mủng rồi là đầu nối các thứ đầy đủ hết luôn. Đây, đầy đủ phụ kiện full box như này, full hộp như này. Hàng sẽ là hàng mới nguyên hộp, vẫn hoạt động ngon lành các bác nhá, vẫn hoạt động ngon lành. Giá thì bên em thanh lý gửi bác một cái giá cực kỳ tốt luôn. Con này thì đặt trong Tết thì giá em đang bán giá là 220k, thì thôi em thanh lý gọi là gỡ gạc lại tí vốn, không lãi đồng nào các nhá. Bán luôn bác giá sẽ là 170.000 bộ các bác nhá. Các bác lên mã cho em là bộ led pháo hoa thanh lý này. Bộ led pháo hoa thanh lý. Đó, giá thì em thanh lý luôn là 170k nhá. Đợt trước Tết là đang bán là 220 đấy, bác nào mà có thể xem video em là biết cái giá led pháo hoa này rồi. 220 đấy, nhưng mà thôi. Còn hai bộ thì thanh lý nốt luôn rồi bác nhá. 170k một bộ nhá. Đấy, các bác lưu ý là hóa đơn trên 200k sẽ được miễn phí ship. Sản phẩm tiếp theo thì bên em mới về được ít cái dòng, đó là cái dòng kéo cành. Đấy, kéo cắt cành nhá. Con này thì các bác cứ lên mã luôn cho em là kéo cành hộp kính nhá. Đấy, kéo cành. Kéo kính cũng được, kéo kính cho nó ngắn gọn nhá, kéo kính, kéo cành hộp kính. Giá của nó sẽ là 70k một chiếc nhá. 70k một chiếc, con này đợt trong Tết đang bán giá là đi 101 sao ấy, nhưng mà nó bị chững hàng không có hàng về. Đấy, đi hôm nay về một cái lô hàng rất là ngon và giá cũng rất là tốt, gửi các bác luôn. Hàng nội địa Nhật nhá, rất là xịn sò. Đó, rất chất lượng luôn. Đây, hàng sẽ là hàng mới nguyên hộp nhá, hàng sẽ là hàng mới nguyên hộp, đây em bóc hộp cho bác xem. Hàng mới nguyên hộp chưa qua sử dụng. Đó, một con kéo quá đẹp, quá chất lượng này. Đấy. Chất thép thì nó là thép SK5 nhá. Đấy, thép SK5. Cực kỳ là dày dẫn, sắc bén, ngon lành luôn. Đó, và con này nó có mấy rất hay là phần khóa này. Đấy, khóa thì các bác cũng đẩy vào như khóa thường, còn nếu mà các bác muốn mở khóa các bóp vào cho em này, bóp này, các bác nhìn cái khóa nó sẽ nhảy này. Đấy, đấy, khóa nó sẽ nhảy và tự động nó sẽ mở ra, tự động nó sẽ há ra. Lò xo đẩy thì rất là êm tay. Tay cầm nó tráng một cái lớp cao su này, các bác bóp thì không bao giờ bấm cành, không bao giờ bị đau tay, rất là êm luôn. Rất là ngon lành nhá. Chắc chắn đó, bóp khóa tự động luôn. Nói chung là người Nhật người thiết kế, những thiết kế rất là thông minh. Hàng nội địa Nhật nhá. Đây có nhìn này, chữ Nhật lòng ngón này. Đấy, hàng nội địa Nhật. Giá thì gửi đến bác một cái giá siêu tốt rồi. Giá chỉ có 70.000 một cây thôi. Đấy, giá chỉ có 70.000 cho một cái cây kéo cành hộp kính này. Đấy, giá chỉ có 70.000 một cây. Siêu sắc bén, đây em sẽ test thực tế cho bác xem. Về cái dòng sản phẩm cái con kéo kính nhá các bác nhá. Đấy để các bác xem thực tế này. Đấy các bác nó đang khóa này, các bác bóp này. Đấy, tự động mở nhá, rất hay. Đấy, con này các bác bấm những cái cành nhỏ thì nói chung là quá là ok rồi. Đấy, đây. Bấm những cành nhỏ này, cực kỳ ngọt ngào luôn nhá. Đó, rất là ngọt luôn. Ngoài ra thì những cái cành to này, cành này rất to này, các bác nhìn này. Em bấm này. Ngọt lẻo luôn các bác nhá. Đây. Đường đi rất mịn này. Đấy, cái đường kéo rất mịn luôn nhá. Đấy, đường kéo rất mịn luôn. Đó, đầu mặt này. Đấy, đầu mặt này, bấm phát đi luôn này. Rất ngọt luôn nhá. Đấy. Đây. Cực kỳ sắc bén nhá, bấm ngọt sớt luôn, mặt bằng phẳng luôn này. Đó, rồi là các bác bấm những cành tỉa này. Đó, rất ngon luôn nhá. Đấy, rất ngọt ngào luôn. Giá thì siêu tốt, các bác mua đâu được một cái con kéo cành mà giá bên em gửi bác một cái giá siêu tốt nha. Giá chỉ có 70.000 một cây thôi các bác nhá. Các bác lên mã cho em là kéo kính hoặc là kéo cành hộp kính.
giá sẽ là 70k một chiếc, hàng sẽ là hàng mới nguyên hộp thôi nhá. Đấy, 70.000 trong chiếc kéo. Sản phẩm tiếp theo thì lên luôn cho bác là cái lô bình xịt nhớt, rất là nhiều bác hỏi này nhưng mà cũng không có hàng. Đấy thì hôm nay hàng tiếp tục về để gửi cho bác hàng của Kabushi Japan nhá. Con này thì dòng bình xịt nhớt này thì dùng các bác dùng thì rất là tiện rồi. Đấy, một con bình xịt nhớt của Kabushi Japan. Đấy. Hàng thì dung tích con này sẽ là 250ml nhá, 250ml. Dạng này của nó dạng bình to nhá. Đấy, thị trường thì người ta bán những cái bình nhỏ cơ nhưng mà bên em thì bán hẳn bình to luôn. Đấy, mất công bán nên nó bán luôn bình to để các bác chứa nó được nhiều dung tích thôi nhá. 250ml. Phần dưới bình thì là kim loại, phần trên thì là nhựa ABS. Con này thì bóp phịt rất mạnh luôn nhá, bóp phịt rất mạnh luôn, rất là êm tay. Ngoài ra thì nó một cái điểm hay của nó là cái phần đầu vòi này, các bác có thể là bẻ đi. Đấy, uốn đi uốn lại nhá. Những cái vị trí nào mà nó khó ấy, đấy, ví dụ những cái góc khó các bác cần phải uốn ấy, các bác cần phải lách vào thì các bác uốn cái vòi đi để các bác phịt vào. Đấy, phịt cực kỳ mạnh luôn nhá, phịt rất mạnh và bóp rất êm luôn. Giá thì bên em gửi bác một cái giá siêu tốt rồi. Giá chỉ có 50k thôi. Các bác lên mã treo là bình xịt nhớt. Bình xịt nhớt. Giá của nó sẽ là 50k một bình thôi nhá. 50k cho một con bình xịt nhớt này. Bác nào mà thợ thuyền rồi thợ cơ khí, máy may rồi là thợ sửa chữa xe máy ô tô thứ gì mua này về thì rất là tiện. Đấy thì thẳng hoặc là sử dụng trong gia đình, xịt dầu xịt nhớt cho em rất ok. Giá chỉ có 50k một bình thôi con nhá. Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên em về một cái lô búa đinh này. Đấy, búa đinh. À, bên em có hai mã nhá, một mã B1 và một mã B2. Đấy, báo giá luôn, mã B2 sẽ là 135k, mã B1 là 85k. Đấy, hai con này thì sẽ có một con to, một con bé này. Các bác tùy nhu cầu các bác dùng con nào các bác dùng nhá. Đó, đây em sẽ đo kích thước cho bác xem để các bác tham khảo này. Đó, con này thì cái con B1 trước đi con nhá, con B1 trước đi. B1 sẽ là 85k này, có B1 chiều dài sẽ là 23,5 này, 24 đi. Đấy, 24. Bản rộng bản búa này của nó sẽ là 10cm này, 10cm. Đó, 24 nhá. Đấy, 24. Hàng sẽ là hàng đúc liền thân. Tay cầm thì ốp một cái lớp nhựa chống trơn trượt, hàng của Asahi Japan. Đó, con này mã của nó sẽ là B1 nhá, 85k một con này. Búa B1 các bác lên mã cho là búa B1. Giá sẽ là 85k một con, hàng rất đẹp. Tiếp theo thì lên cho bác là một cái con to hơn. Con này thì mã của nó sẽ là B2, 135k. Một đầu đóng đinh, một đầu nhổ đinh nhá. Đấy, một đầu đóng, một đầu nhổ luôn. Các bác có thể đa năng vừa đóng vừa nhổ. Con này thì phần tổng chiều dài của nó sẽ là 32cm này. Tổng chiều dài sẽ là 32cm. Đó, tổng chiều dài 32. Phần bản lưỡi dài sẽ bản đầu búa này sẽ là 12,5 này. Đó, 12,5. Rất là ngon, xịn sò, chắc chắn. Cũng hàng đúc liền thân. Tay cầm cũng ốp nhựa luôn nhá. Hàng đúc từ trên đến dưới luôn các nhá. Đấy, nên là cực kỳ là bền bỉ. Đấy, nói chung là các bác cứ cầm con búa là các bác thấy là nó cái độ chắc chắn nó nhà rồi. Quá ok luôn nhá. B1 sẽ là 85k. Đấy, B1 sẽ là 85k và B2 sẽ là 135k. Đấy, bác nào có nhu cầu về dòng nào thì cứ alo trực tiếp bên em sẽ hỗ trợ nhặt giúp các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên shop tiếp tục lại về mấy cái dòng đó là cái cưa. Cưa này thì các bác cứ lên mã cho em là cưa cam nhá. Đấy, cưa cành cam. Đấy, cưa cành hoặc là cưa cam đều được. Đây, con sản phẩm cưa cam này. Đấy, hàng made in Japan, rất xịn sò, thép SK5. Cưa siêu bén luôn không nhá. Đấy, con này thì nó là hàng liền thân. Đấy, tay cầm thì nhựa, ốp cao su chống trơn trượt. Đó, cầm rất ok luôn. Đây em sẽ đo về phần bản lưỡi nhá. Đo phần bản lưỡi này. Bản lưỡi thì của nó sẽ là 27cm. Đó, 27cm này. 27cm cho phần bản lưỡi nhá. Hàng thì là hàng nội địa Nhật. Đây, đấy, hàng nội địa Nhật này, vẫn còn nguyên vỏ bọc các thứ đầy đủ hết luôn. Đấy, hàng made in Japan. Rất xịn sò nhá. Đó, cho một con cưa cam này. Các bác lên mã cho em là sản phẩm là cưa cam hoặc là cưa màu cam đều được. Đấy, cưa cam. Giá của nó sẽ là đi 80k một cây. Các bác lên mã cho em là cưa cam này. Cưa cành cam nhá. Đấy, cưa cành cam. Giá sẽ là đi 80k nhá. 80k cho một cây cưa cành cam này. Đấy, 80k một cây. Hàng rất chất lượng ngon này. 27cm nhá. Đấy, chiều dài lưỡi sẽ là 27cm. Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên shop về một cái lô dây điện của Hàn Quốc nhá. Lô dây điện Hàn Quốc. Bên em thì có cái loại dây 10m là cái dây lẻ này. Đấy, dây này thì nó sẽ có là một cái đầu phích cắm này. Và đầu này là cái đầu nó bấm cốt rồi. Nhưng mà nó chưa đấu cái gì. Về thì về các bác có thể là chế cháo đấu thiết bị hoặc là đấu ổ điện. Nói chung là về các bác chế cháo nào các bác chế cháo. Hàng này nó chỉ có như này thôi. Đấy là một đầu có phích cắm rồi và một đầu để không nhai thì về các bác đấu gì đấu. Đó. Dây của nó sẽ là dây 0.7mm nhá. Đấy, 0.7mm này. Dây là dây 0.7mm. Dây lõi đồng rất to nhá. Đấy, dây lõi đồng rất to luôn. Đó, dây của Hàn Quốc.
Các bác lên mã cho em là sản phẩm là dây điện cam. Giá thì siêu tốt của bác luôn. Giá chỉ có 105.000 một sợi dây điện 10m, dây điện cam, dây của Hàn Quốc các bác nhá. Các bác lưu ý là dây điện cam nhá, tránh tình trạng nó nhầm sang dây điện 10m, dây điện đồ đúc. Đấy, dòng này nó là dây điện cam. Giá là 10m, giá 150k, siêu rẻ không nhá. Quá rẻ luôn, các bác ra cửa hàng mà mua 10m dây mà dây 0.75 như này thì không phải là có giá 150 đâu cô nhá. Đấy, vì bên em gọi là về cái lô này giá tốt nên là gửi bác luôn. Dây điện cam 10m giá 150k cho một dây này. Đó, siêu tốt nhá. Tiếp theo thì lên cho bác là cái chóa đèn. Đấy, chóa đèn 20m này. Đấy, báo giá luôn bác sẽ là 300. Con này thì dây thì nó cũng giống con dây lẻ này thôi, cũng là dây 10m này, nhưng mà cái con này thì dây của nó dài hơn là dây 2m, và con này nó sẽ thêm được cái là nó có một cái chóa đèn. Đấy, để về các có thể là đi công trình hoặc là nhà xưởng các bác sử dụng, các bác lắp đặt này. Đấy thì đây, dây của nó đây nhá, dây 2m này. Đấy, rất to ngon luôn, phích cắm đúc liền luôn các nhá. Và đây là phần đầu này. Phần đầu này thì các bác về các bác có thể là lắp đèn nó liếc vào đây cho em. Đuôi là đuôi xoáy luôn nhá. Về các bác mở đây phần này ra. Đấy, lắp bóng đèn vào đây và các bác sử dụng thôi. Dòng của Hàn Quốc nhá. Đây, Hàn Quốc này. Đó, phần này chóa đèn, cái chóa này thì nó chống nắng chống mưa, các bác để ngoài trời thoải mái luôn. Đó. Rồi là có phần cả móc treo ở đây nữa này. Móc treo ở đây nhá. Rồi lại cả móc treo ở dưới đây luôn này. Đấy, đầy đủ luôn. Cái con này là phần củ. Cái phần củ này nó sẽ tích hợp cái phần công tắc các bác nhá. Đấy, có tích hợp cái phần công tắc bật tắt đây luôn. Đấy, tích hợp phần công tắc bật tắt đây, rất là thông minh. Đó, cho một con chóa đèn như này. Chóa đèn của Hàn Quốc nhá. Đấy, chóa đèn Hàn Quốc. Giá thì bên em gửi đến các bác cái chóa đèn Hàn Quốc này. Giá của nó sẽ là đi 300k nhá, 300k. Sẽ gồm có là một sợi dây dài 20m và một cái chóa đèn như này. Đấy, và phích cắm đúc đi kèm ngon lành luôn. Giá siêu tốt của bác nhá. Các bác nguyên một cái dây 20m này mà em đang bán lẻ một cái dây 10m này. Đấy là đã là 150 rồi. Nếu mà các bác mua như này thì rất là lợi. Thì coi như là các bác đã lãi được một cái chóa đèn này rồi. Đấy, đã lãi được một cái chóa đèn này rồi. Đấy, siêu tốt nhá. Dây chóa đèn 20m giá sẽ là 300k một dây này các nhá. 300k một dây, phù hợp cho bác đi công trình các thứ rồi. Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên shop lại tiếp tục về cái lô quạt tích điện. Đấy, để phục vụ cho các bác vào cái dịp mùa hè sắp tới này. Đấy, và giá đợt này thì cũng rất là tốt luôn. Giá thì báo giá bác luôn. Giá thì bên em đang gửi bác một cái giá sẽ là 100k một cây nhá. 100k cho một cái con quạt tích điện đi này. Con này thì đây, cái hàng sẽ là hàng nguyên hộp này. Hàng thì sẽ gồm có là một thân quạt và một dây sạc đi kèm. Con này thì về các bác cắm chung với củ sạc điện thoại các nhá. Các bác lưu ý là các bác về cắm chung với củ sạc điện thoại. Còn bên em chỉ có kèm dây thôi, không có củ. Đấy, nói rõ trên video và không mà đến lúc mà đến nơi các bác bảo là sao tìm mãi không thấy củ. Đấy, nó cũng rất là phức tạp. Đấy, em nói luôn. Ở đây, con này các bác có thể dựng đứng lên như này. Và ngoài ra các bác có thể là kéo cao lên. Đấy, kéo cao cho em nhá. Đó, kéo cao lên hoặc là các bác có thể là ngửa lên này như này. Rồi là các bác cho chú xuống nhà. Đấy, nói chung là tùy nhu cầu sử dụng thôi nhá. Đấy, còn các bác có thể gấp gọn vào. Ví dụ là mang đi du lịch hoặc là mang đi xa ra ngoài trời các thứ rồi. Các bác quạt kiếc rồi. Đấy, quạt thì đây là phần công tắc nhá. Đấy, công tắc số 1 này, số 2 này, số 3 này, quạt chạy siêu khỏe luôn. Đấy, rất mát nhá. Rất mát, em để cách đây khoảng tầm nửa mét nhưng vẫn rất là mát này. Đây là phần chân sạc này. Đó, chân sạc, chân này, chân đây. Đó, dây đây. Về cắm vào củ sạc điện thoại nhà mình là sạc con này luôn. Cái con này thì nó một cái hay là ở đây là nó có một cái phần để các bác để điện thoại này. Đấy, ví dụ như là các bác có thể là vừa xem điện thoại này, các bác vừa quạt này, cũng rất là hay các nhá. Vừa có quạt mát, vừa có điện thoại để đây các bác xem luôn, là thành một cái giá đỡ điện thoại luôn nhá. Đấy, full combo bộ sản phẩm như này. Bên em gửi đến các bác một cái giá là cực kỳ là tốt luôn. Giá chỉ có là đi 100k nhá. Các bác lên mã cho em là sản phẩm là quạt tích điện. Đấy, quạt tích điện hoặc là quạt xanh đều được. Đấy, quạt tích điện giá của nó sẽ là 100k một cây nhá. 100k cho một cây quạt tích điện này. Đấy, 100k một cây, hàng sẽ là hàng mới nguyên hộp luôn nhá. Đó, rất là xịn sò, gió rất mát vậy, gió mát lắm con này mà nó chạy êm lắm coi nhá. Đây, chạy êm lắm này. Đó, đây em để đây nó phòng luôn này. Đây em để đây cho các bác xem thực tế nhá, độ gió nó như nào. Đấy, đây. Đấy, thấy không, này gió rất mạnh này. Đó, thổi phập phùng luôn này. Đó, gió rất mạnh luôn nhá. Đấy, rất là mát luôn. Giá chỉ có 100k một cây quạt này thôi các bác nhá. Sản phẩm mới đó là cái dòng sản phẩm đó là cái tinh dầu Dubai. Đấy, tinh dầu Dubai nhá. Đấy, một hộp này sẽ gồm có là 5 lọ. 5 lọ này thì sẽ là 5 mùi khác nhau nhá, 5 mùi khác nhau cho cả nam cả nữ đều dùng luôn. Đây, 5 mùi khác nhau, hàng rất thơm luôn nhá. Mùi rất thơm luôn. Đấy, nó là dạng tinh dầu nhá, dạng tinh dầu.
nhiều bác cứ tưởng là cái loại nó là nước hoa, nhưng mà cái loại này nó đặc xoắn luôn nhá, nó đặc hơn là nước hoa nhiều đấy, nó gọi tinh dầu thì rất là đặc. Dòng này nó là cái dòng con lăn này đấy, dòng con lăn thì về các bác thích thơm nào các bác lăn vào chỗ đấy nhá, làm được quần áo là một người ngậm các kiểu luôn đấy. Một thơm lắm ạ. Một hộp sẽ là năm lọ này đấy, năm lọ này thì các bác thoải mái, các bác sức rồi, các bác chỉ cần sức cho một tí thôi, lăn một tí thôi là nó rất là thơm rồi, vì dạng tinh dầu này rất là đặc luôn, hàng của Dubai nhá, made in Dubai đó. Một hộp 5 lọ nha, báo giá luôn nhá, các bác lên mã cho là sản phẩm là tinh dầu Dubai, mã cốt mã vạch đầy đủ luôn này đấy. Giá thì bên em gửi bác một cái giá cực kỳ tốt luôn, giá là chỉ có là đi 100k quá nhá, 100k 5 lọ đấy, 100k 5 lọ tức là một hộp quá nhá đấy, một hộp các bác có thể mua về sử dụng rồi nó mua về biếu tặng làm quà cũng rất ok luôn nhá. Đó, 5 lọ 5 mùi giữ hương rất là lâu luôn, lưu hương rất lâu luôn đó, lưu hương trên quần áo rồi trên cơ thể các thứ rất lâu luôn, hàng made in Dubai, 100k 5 lọ nhá, 100k 5 lọ một hộp như này đó. Bác lên mã cho là tinh dầu Dubai, một hộp sẽ là 100k 5 lọ nhá. Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên shop lại tiếp tục về cái lô, đó là cái bộ đồng hồ thắt lưng và ví da. Đấy, bộ đồng hồ thắt lưng ví da lô trước là hết sạch hàng luôn, không còn một tí nào luôn nhá. Lại về một lô mới đây. Đó, một combo bộ sản phẩm thắt lưng ví da, combo thắt lưng ví da đầy đủ. Đầu tiên sẽ là một cái con đồng hồ cho các bác này. Con đồng hồ rất đẹp luôn nhá. Đấy, con đồng hồ rất đẹp luôn, các bác nhìn này, siêu đẹp luôn. Đấy, hàng của thương hiệu Perdo, giấy tờ đầy đủ luôn, dây dạ ngon lành nhá. Con này thì lưu ý ở đây nó có vẫn còn cái chốt nhựa này, về các bác rút cái phần này ra và các bác bấm vào. Đấy, đồng hồ sẽ chạy này. Đấy, có thấy không? Em bấm một cái đồng hồ chạy luôn nhá. Đây phải rút ra đã, không là để lâu nó hết pin luôn nhá. Đấy, các bác lại cài cái này vào. Đó, về các bác lưu ý là rút cái phần chốt ra, ấn vào là đồng hồ sẽ chạy. Tiếp theo thì là một cái sợi thắt lưng. Một sợi thắt lưng da rất ngon luôn nhá. Da sờ mềm mịn. Đấy, da sờ mềm mịn, rất đẹp luôn, sáng choang luôn nhá. Đó, đi kèm sẽ có là mặt đi kèm như này. Đây là mặt thắt lưng này, mặt rất đẹp luôn này. Đó, mặt sang dã man luôn nhá, mặt rất sang luôn. Đấy, nói chung là các bác đứng tuổi thì con này thì dùng rất là hợp rồi, vì cái màu sang này nhìn nó rất là lịch sự. Đấy, nhìn rất lịch sự nhá. Tiếp theo thì đi kèm sẽ có luôn các bác là một cái ví da. Đấy, một con ví da như này. Đây, để em bóc cho bác xem. Một con ví da luôn nhé các bác nhá. Một con ví da luôn. Đây, một con ví da rất đẹp luôn này. Đấy, da sẽ là da nguyên miếng nhá, da bóng loáng luôn nhá. Sờ rất mềm mịn luôn. Đó, sờ rất mềm mịn. Đây các bác nhìn này, da nguyên miếng luôn. Da nguyên miếng nên là cái phần trên này nó không có một cái tí đường khâu luôn nhá. Đấy, không có một cái đường khâu luôn. Da cắt nguyên miếng luôn các bác nhá. Đó, đây. Các ngăn luôn nhá, 3 ngăn cơ bản này, 1 ngăn, 2 ngăn này và một ngăn khóa này, ngăn khóa này. Và bên ngoài sẽ là những cái ngăn để các bác đựng thẻ, đựng giấy tờ các thứ vào đây. Đó, full combo bộ sản phẩm sẽ gồm có là một ví da, một thắt lưng và một đồng hồ như này. Hàng sẽ là hàng đầy đủ giấy tờ đi kèm. Đó, hàng thương hiệu Perdo nhá, hàng thương hiệu Perdo. Đây các bác nhìn New York City này. Con này thì thực ra nó hàng siêu thị Thanh Lý nhá. Siêu thị Thanh Lý, giá nếu mà giá chuẩn của nó sẽ là 800 đô, nếu trong siêu thị giá sẽ là 800 đô. Nhưng mà hàng này thì nó là hàng Thanh Lý vì nó là diện hàng hết đắt. Đấy, thực ra thì nó là hàng hết đắt ở trong cửa hàng thôi. Chứ còn da này thì các bác dùng yên tâm, vì da hạn sử dụng nó rất là lâu năm rồi. Đấy, mùng 21/2019 này. Nhưng mà hiện nay thì bên em ôm lô thanh lý được cái lô này, thì nó thanh lý ở trong những cái cửa hàng da, thì bên em mới có những cái lô hàng mà giá nó tốt của bác, thì các bác mới có cơ hội để sử dụng và trải nghiệm những cái sản phẩm này các nhá. Đó, một bộ combo rất là đẹp tuyệt vời, và bên em gửi bác một cái giá siêu tốt luôn nhá, siêu tốt luôn. Đó, các bác lên mã cho em là combo ví da thắt lưng đồng hồ. Đấy, combo ví đồng hồ thắt lưng này. Combo ví đồng hồ thắt lưng. Đấy, giá của nó bên em gửi bác bữa trước hình như là 450k. Đấy, hôm nay thì bên em cũng giảm giá xả kho luôn, bán nhanh như bác luôn nhá. 300k một bộ. Đấy, 300k một bộ này. Bên em sẽ bao ship tận nhà. Đấy, 300k một bộ mà các bác đã sở hữu cho mình là một chiếc đồng hồ đeo tay. Mặt rất đẹp nhá, mặt rất đẹp luôn. Một chiếc thắt lưng và một chiếc ví da này. Hàng sẽ là hàng nguyên hộp, các bác có thể mua về làm quà, biếu tặng rồi là sử dụng. Giá sẽ là 300.000 một bộ nhá. Bên em sẽ bao ship tận nhà luôn. Đấy, hàng mới tinh nguyên hộp luôn nhá. Đấy, hàng mới tinh nguyên hộp luôn này. Đó, rất ngon lành xịn sò nhá. Cái sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên shop lại tiếp tục về cái lô khăn lau bát này. Bán rất nhiều rồi nhá.
một lỗ này sẽ gồm có là 10 chiếc nhá. Đấy, một lỗ khăn ao bát này sẽ gồm có là 10 chiếc, 10 chiếc khăn ao bát thoải mái để bác sử dụng luôn. Đó, khăn thì rất là to. Khăn này con này nó phải to bằng hai bàn tay luôn. Đấy, to bằng hai bàn tay luôn này. Đây này, có nhìn này, rất to nhá. Đó, rất to luôn. Và các bác mua về sử dụng, ví dụ như là nhà công có việc rồi là các bác mua về lau bát, lau đĩa, lau các kiểu các loại luôn, rất là sạch sẽ. Dòng này thì nó là dạng bông cực kỳ là thấm hút nước. Đấy, và nó các bác lau rất là sạch luôn. Giá thì bên em gửi đến các bác là một cái lố khăn 10 chiếc như này. Giá chỉ có 30k thôi các nhá, 30k thôi. Các bác lên mã cho em sản phẩm khăn lau bát này. Khăn lau bát. Khăn lau bát nhá. Đấy, khăn lau bát. Một lố là 10 chiếc này. Đấy, một lố 10 chiếc. Giá thì em gửi đến một cái giá sẽ là 30k một lố nhá. 30k cho một cái lố khăn lau bát 10 chiếc này. Đấy, các màu các mèo luôn các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo thì lên luôn cho bác là cái sản phẩm là cái nhỏ giọt. Đấy, cái nhỏ giọt nhá. Đây, cái con này thì cũng rất là hay này. Đấy, bác nào mà trong cái điều kiện mà ví dụ như là công việc nó bận hoặc là nhà ở chung cư các bác không tưới được nhiều nước ấy, mà ví dụ như là muốn cây nó tươi tốt, nó xanh tươi ấy, thì các bác sử dụng con này cho em rất là hay. Ở đây thì nó là một cái gen. Gen này là nó có một cái chai nước thôi nhá, có một cái chai nước. Đây nè các ơi, đấy thì đây em đã lắp đặt ngon lành này. Ví dụ nhà bác mà có những cái chai nước mà thừa không sử dụng đến ấy, mà mình muốn thứ nhất là tái sử dụng, mà thứ hai là mình muốn dùng cái con này thì dùng rất hay. Đấy, con này nó là một cái giải pháp rất thông minh này cho những ai là bận rộn hoặc nhà chung cư không tưới được cây. Thì đây là cái phần để các bác xoáy cái chai nước vào. Đây em xoáy đây này, để xoáy vào đây. Và cái phần này là cái phần van để các bác xả ra nhá. Đấy, các bác muốn nước nó ra nhiều ra ít thì các bác xả cái van này cho, xả cái van này. Và cái phần nhọn như này, nó là cái phần để các bác cắm xuống cái đất. Ví dụ như là đây là một cái chậu cảnh này. Đấy, các bác để cắm cái chai nước vào và các bác cắm vào đất thì nó cứ như này là nó sẽ nước nó sẽ rò nhọt vào gốc, nhỏ giọt vào gốc nhá. Thì nó cứ ngày nào lúc nào nó có nước các bác nhá. Lúc nào có nước thì cây của các bác nó sẽ rất là tươi. Đấy, rất là tươi và dùng rất là ok luôn. Đây em sẽ test thực tế bác xem nhá về con sản phẩm này. Đấy, khi mà các bác nhớ là các bác đã cho nước vào chai này thì các bác phải đục cho em mấy cái lỗ trên này thì không khi mà không khí nó vào thì nước nó mới xuống được, chứ còn các bác mà để không là không bao giờ nước nó xuống được nhá. Đây em đục một cái lỗ nhỏ đây này. Đâu rồi? Đây này, bữa trước em đục một cái lỗ nhỏ đây này. Đây này. Đấy, các bác nhớ là phải đục cái lỗ trên cái phần đỉnh chai này. Đấy, thì các bác đục thì khi mà đục thì nước nó sẽ ra này. Đây em xoáy thử bác xem nhá. Đấy, cái van này, cái van xả này. Các bác xoáy ở cái phần van này. Nước sẽ ra nhá. Đấy, các đợi chút. Đấy, các thấy không? Nước ra này. Đấy, nước ra này. Nước ra này. Đó, các bác muốn xoáy nước ra ít ra nhiều thì các bác chỉnh cái van này cho. Muốn ra nhỏ giọt hoặc là ra nhiều thì các bác chỉnh cái van này. Đấy, còn công việc thì về là mình chỉ có kiếm một cái chai nước và mình xoáy vào đây thôi. Xoáy đây và mình đục cái phần lỗ ra là các bác sẽ sử dụng ngon lành luôn. Đây em sẽ cho bác xem thực tế một cái video. Nó test cái con sản phẩm cái nhỏ giọt này nhá. Con này thì các bác cứ lên mã cho em là cái tưới cây nhỏ giọt. Đấy, cái sản phẩm là cái tưới cây nhỏ giọt này. Tưới cây nhỏ giọt không nhá. Con này mã của nó sẽ là cái tưới cây các nhá, tưới cây nhỏ giọt này, tưới cây nhỏ giọt. Giá thì hiện tại bên em đang bán giá là 10k một chiếc các nhá, 10k một chiếc. Bên em bán lẻ là từ 3 chiếc trở lên. Đấy, 3 chiếc trở lên. Các lưu ý thì vì giá của nó rất là rẻ rồi. Đấy, 10k một chiếc tưới cây nhỏ giọt này. Đấy, bán lẻ là từ 3 chiếc trở lên luôn nhá, 3 chiếc trở lên. Đây em sẽ cho bác xem thực tế cái video là test con sản phẩm này các nhá. Đây coi nhá. Đây. Chào anh chị. Hôm nay đã mang đến cho anh chị thích trồng cây, một sản phẩm thông minh đây ạ. Dụng cụ tưới cây nhỏ giọt sẽ giúp anh chị chăm sóc, được cây kể khi tặng anh chị bận rộn. Bởi hệ thống tưới nhỏ giọt thông minh sẽ luôn hoạt động với mức độ vừa phải mà sẽ không khiến cây bị ngập úng. Chào anh chị. Đấy, đấy là thực tế về sản phẩm. Đấy, về các bác lắp đặt với cái chai nước này. Sản phẩm thông minh đây ạ. Đó, các cắm vào, cắm vào cái chậu cảnh. Sẽ giúp anh chị chăm sóc, được cây kể khi tặng anh chị bận rộn. Các bác nhớ là lưu ý đục cho mấy cái lỗ ở trên mấy cái phần đít nhá, thì nước nó không khí nó vào thì nước nó mới chảy các bác nhá. Chào anh chị. Đấy, thực tế về con sản phẩm này. Báo giá lại các bác nhá, một chiếc nhỏ giọt sẽ là 10k, bán lẻ là từ 3 chiếc trở lên nhá. Cái sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác là cái sản phẩm cọ lưng này. Đấy, cọ lưng nhá. Báo giá luôn, giá sẽ là 40k một chiếc. Bác lên mã cho là cọ lưng này. Đấy, cọ lưng. Giá sẽ là 40k. Con này thì chất liệu của nó là dạng silicone. Các bác vừa kỳ lưng, cọ chân, cọ tay, ngoài ra thì có chức năng massage. Ở đây thì nó có những cái phần cái lông này. Bác nhìn thấy cái phần lông này. Đấy, cứ nhận hàng các bác cứ kiểm tra các bác sờ nhá. Dùng sờ và rất thích luôn. Đấy, sờ vào cảm giác kiểu nó massage, sờ cực kỳ thích nhá. Đó, sờ rất thích luôn. Đó, đây những cái gai nó nhỏ đây này. Vừa kỳ lưng vừa massage nhá. Đó, giá thì chỉ có 40.000 một chiếc mà thôi.
Đây rồi, các bác cùng xem thực tế này. Đấy, có thấy không? Cọ lưng này, cọ tay này, cọ chân này. Đó, dùng xong các bác lại xịt nước qua cái là ngon lành luôn. Dính như tường đứng thoải mái luôn nhá. Con này nó có cái lớp hút, lớp hút lỗ này. Đấy thì các bác có thể về các bác ép lên cái tường đá hoa này mình ấy là dính luôn luôn nhá. Dùng rất hay luôn. Sản phẩm cọ lưng giá sẽ là 40.000 chiếc các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác là một cái dòng sản phẩm rất là hay, đó là cái bao tay chống nắng nhá. Cái bao tay chống nắng. Cái bao tay chống nắng này thì cho các bác nào mà ngại mặc áo dài thì có thể sử dụng cái dòng sản phẩm này. Con này thì nó là chống được tia UV cũng như là tia cực tím này. Đấy, tia UV, tia cực tím này, dùng mà nó rất là mát luôn nhá. Vì hàng của nó là dạng sợi cốt tông, nó rất là khô thoáng và thấm hút mồ hôi rất tốt. Đây, hàng nó rất là mỏng và mát này. Đây, mỏng nhưng mà lại co giãn 4 chiều luôn nhá. Đây em sẽ đeo thử bác xem một chiếc này để bác dễ hình dung này. Các bác đeo con này thì có thể là các bác đeo lên đến tận quá cái phần khỉu tay luôn, nên là ví dụ mà các bác có hay đi ra ngoài đường ấy, các bác nào ví dụ hay chạy xe hoặc là hay lao động ngoài trời ấy, thì các bác sử dụng con này chưa. Các bác ngại mặc áo thì có thể sử dụng con này. Đây này, đây em đã lên đến khỉu tay nhá, em kéo quá luôn này, kéo quá luôn nhá. Đó, em đang mặc áo cộc tay đây nhá. Đấy, các bác có thể là lấy cộc tay đây, các bác nhìn này, nó phủ hết đi cánh tay luôn nhá, nghĩa là các bác không cần mặc áo dài nữa. Đấy, các bác mặc áo cộc tay nhưng mà cái con này nó vẫn che được nhá. Đó, vì nó là hàng co giãn đây, rất thích luôn nhá. Đó, kể cả tay to tay nhỏ nó vừa hết luôn, vì nó là dạng co giãn, nó ôm sát hết luôn nhá. Đấy, nó ôm ra đến phần cái phần khỉu tay luôn. Đấy, ví dụ bác nào mà làm lái xe hoạt động cho em. Đấy, và nó rất là mát, cực kỳ thoáng mát luôn nhá, cực kỳ thoáng mát luôn. Đó, cực kỳ thoáng mát luôn. Giá hiện tại bên em đang bán một cái đôi như này sẽ gồm có là tay trái tay phải, giá thì chỉ có là đi 15k một đôi thôi các nhá, 15k một đôi thôi. Các bác lên mã cho em là sản phẩm là bao tay chống nắng này. Đấy, bao tay chống nắng sẽ gồm có là hai tay, tay trái tay phải nha. Đấy, tay trái tay phải, giá là chỉ có là đi 15k nhá, 15k thôi. Bao tay chống nắng này. Đấy, bao tay chống nắng giá sẽ là 15k nhá, 15k cho một cái đôi bao tay chống nắng này, 15k một đôi. Đấy, 15k một đôi, dùng rất là hay. Đấy,